chỗ bên này ta la rồi, chỗ bên say chỗ bên này khổ thế rồi. Xe chỉ không nên tàu nữa. Cái chất lâu thế sushi thế này. Chào chào thế hả? Một chế tế bảo tế. Đi không có một khẩu thế nữa. Còn sắp lắm. Điên đâm cho mày. Phải, phải không làm ở đâu? Ờ. Ờ, tí nhỏ này thế là chứ quay. Táo mà rất đẹp. Ờ là nhà thế. Hả? Là nhà thế. Được rồi. Tôi hay hơn. Đó rồi. Một chỗ này. Đây như phải xí. Một khẩu. Lớp bài. Các bạn hết chưa? Hết rồi, gần hết rồi. Chờ lớp hết rồi. Thì bắn. Anh Sơ bây giờ chiến nhiều thế. Từ đây đi là của anh hết à? Được. Dạ. Em không có khách về đâu. Anh bắn nhiều thế. Anh bày này á, anh đi vào chợ bò kia anh. Chục củ thôi. Bên đấy nó ấy mà, bên đấy nó đông khách mà, nó tập trung bên đấy. Ồ, nhưng mà chị cứ ở đây thì sao được. Em đi đến đâu chị phải theo em. Em bảo là em đi đến đâu chị phải theo em thì mới bán được. Chỗ này là chỗ khổng no nữa. Bên lúc ta là chỗ khổng no nữa. Bên chỗ cái tí nữa. Chỉ có vô một vô bên chỗ khổng một chế thế chứ. Nên chỉ có một xe của chỗ khổng thế nữa. Khổng lần tao. Chỉ tao chính tổng thế chỉ một lần tao đi nữa.
Viên chuối này. Qua bánh này bao tiền? Cháu 10 cái. Như cẩu luôn nè. Cẩu luôn thì nền cẩu xiết nhiên nè. Cho cháu 10 cái cua. Cẩu luôn nè. Cẩu luôn cũng no nè. Cẩu luôn thì nền cẩu xiết nhiên nè. Cái chục khẩu trên 56 thì cháu xin nha. Bây giờ mình sửa chế phải cho mình ta là một cây nữa nhỉ. Bây giờ mình dùng cây nữa. Một rưỡi hàng tay một chín lo thế. Em lấy xương chưa? Lấy xương này à? Có chăm luôn không? Cho em chăm luôn cho em cái đấy. Cho tí thì cho một cân nhá. Vâng. Chặt luôn về. Rưỡi ít trên tay nữa nhở? Trên tay chỉ có ít của chi chẳng la rồi. Còn chị chẳng lái thì còn là được chứa tầm tầm chị bóng lo chứ. Cái chợ này có bán hàng không hay là em chỉ đi giao thôi? Em cũng đi bán chị ạ. Cái được 2 tuổi chứ nhỉ? 2 tuổi rồi. Đó đầu như em là con trai con gái? Con trai ạ. Chúng ta bật chúng ta bật đô thế này ở trong bật bếp mươi dù chỉ là gì thì kia kia thôi. Thật cho nó chỉ là mướn cây chứ nó chẳng cây một bùa nữa nhỉ. Cây bùa mông nó chỉ cây bùa tê nè. Thì sao chỉ chống chập là đi. Đấy chập mông mướn ra hôm nay chỉ là cho ta làm mướn ra sổ của mùi vua nè. Đây là mướn khóc than nữa nhỉ. Đây là mướn khóc than nhu nè. Thật là chỉ bây chập mông là mướn khóc than nhu nè. Bây giờ cực tì nó. Cô tao à. Qua chỉ nên chú thao lón là thao như tôi là chê đó tôi là chê như tôi là chê thế thì đấy chỉ nước cà tà nhé ờ ở chiều mùa ít thì thế đấy sao à xe là chúng ta làm tay mông nữa tay mông tay bồn mông nữa nhở con ta là chỉ một chiếc cháu phải chụp mong một cháu chậm lời ông bữa mà chơi nào từ mình nhỏ bé cháu xe đi cầu chưa khăn chờ từ lò chi cháu xe nhưng mà treo đấy một à, sao? Sao mà một sao nữa? Bán được không đây ơi? Bán được không? Thế sai nữa, giờ đây thì cũng một hai lúc chờ một hai lửa nữa rồi, chỉ chụp con móng tay chỉ một khách chờ nữa rồi. Thank you.
em chơi ô à tốt khứa xe xe chưa nhà nắp nó hạ mà mua cho ở chi chỉ tôi đó là tùm tú à đó là nó tiền kế mua màn đòn đến nát đâu ô nát tá gì ô à ô tao cá một đòn đến nát bằng mình mà tao có một xíu tao sao ờ chỉ cần ít bột ô bao tiền thì tới hồ chỉ tao là tao chỉ bảo mua mà tao ăn đòn nữa Ừ, cho bé một sai giờ cho cháu một phanh no thế nữa cái chợ nó phanh nó phở thế này rồi mong là nó phở cái chợ bây giờ trở lại với một chiếc tay chứ mình nữa nó chỉ cái chợ bé cho mong ta là chỉ muốn nó phở thế nữa nó phở cho mấy cái trống tay để chơi con buồn á vừa tết tay buồn đây là con mèo à, con mèo cái mặt nó nổi. Tụi vừa lo nó chứ ờ tụi nhiên tao cầu thá nữa cầu lan như nè tụi đu tụi đá tụi chay thì em buộc mong xin nó chỉ em buộc té rồi sao chỉ trong buộc bây giờ buộc mong chỉ giống như nó có cử tay lo xin nó người cho bé một sai cho bé cho trong đà nó chứ người chỉ bé cho mong tớ chuẩn chuẩn nè mong tiền ăn hồng tây tự chống đi sai sai mỗi chàng gạch chống xin rồi nhiều chống đà này kẻ cao này thanh này rồi giờ mong gì giữ cho nó này xin nữa bây giờ ra chỉ bao nồng ấy à bao nồng tí nhiên đó chống chỉ biết chống nữa chống đạt chống đâu thì không biết chống đây chị cú cho bé một say bé lúc khử ta là nhớ liền nó sẽ nhỏ để cú cho một chế nữa cho nên cô thấy chị cú cho một chế vậy bữa đó chị chỉ cứ cho tôi ha YouTube cho nên bỏ cho nên bác cứ xây theo
nó sẽ đến nó khác nhau xong nữa.